Hôm nay, chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới, Cơ quan Vũ trụ Vương quốc Anh đã công bố dự án xây dựng việc phát triển công cụ cảnh báo sớm khả năng bùng phát dịch sốt xuất huyết, giúp các cơ quan y tế, cộng đồng huy động và phân bổ nguồn lực ở những nơi cần thiết. Dự án hỗ trợ dự báo dịch sốt xuất huyết với những kịch bản biến đổi khí hậu khác nhau. Hệ thống cảnh báo sẽ kết hợp các cơ sở dữ liệu vệ tinh được tổng hợp với thông tin về dự báo thời tiết và mô hình khí tượng thủy văn để dự báo khả năng xảy ra dịch bệnh sốt xuất huyết trước 8 tháng. Các dự báo về sự sẵn có của nước được đưa vào mô hình dự báo thống kê về tỷ lệ mắc mới bệnh liên quan tới việc lây truyền sốt xuất huyết, như số ca mắc sốt xuất huyết, bề mặt đất, lượng mưa và nhiệt độ. Cùng với những nỗ lực dập dịch, phòng chống dịch tốt hơn, dự án được kỳ vọng sẽ làm giảm tỷ lệ mắc sốt xuất huyết trong suốt thời gian triển khai dự án. Dự án hệ thống dự báo mô hình sốt xuất huyết dựa trên số liệu vệ tinh sẽ được triển khai trong vòng 3 năm tới.